и возможности каждый день наблюдать все самые удивительные вещи. К несчастью, возможности слишком часто не совпадают с желаниями, а потому вместо путешествий... Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào cô chị, xin chào các bạn. Ok. Hôm nay ăn cá. Cá chiên. Cá chiên. Súp. Canh. Canh rau mồng tơi. Canh rau mồng tơi. Sao cái này? Đậu đũa. Đậu đũa. Măng cơ đúng không? Xoài. Xoài. Ad Lucas. À, давай ты скажи. Как манго? Канай сой мол вен. А как огурчик? Люли я у канай масса на кай. Ага. Кома дай ми биг. Так, буду сейчас это есть. С соусом. Ага. А ты con ăn ơi, hôm nay mày làm cá chiên rồi. Cá muối sư với lại muối với lại ớt á. Xong rồi cho nó hơi cay cay lên rồi mình đem chiên rồi. Chiên ngon. Люблю эту рыбу. Вообще рыбу люблю. Hai cha con thích ăn món này lắm. Spicy. Spicy. Ai ăn spicy. Món cay không con à? Con nhiều đấy. Con thấy cay hả? Spicy mà. Thấy con nhiều. Mày lên nước mắm thấy con nha. Làm nó hết. Надо налить мне другой соус. Да, и рыбку макай туда. Да. На, кукол. Да. Канайку папа, канайку кукол. Окей. Давай я тебе один положу. Хорошо, папа может купать. Ты все ок так. Bỏ vô miếng ớt chi biết. Đó, hai cha con ăn ăn. Ngon không? Ôi, mọi người thấy không? Hôm nay em cho hai cha con ăn cái món cá chiên với lại xoài nha. Đó, xoài nè. Good. Ngon. Xoài với lại dưa leo. Đó. Với lại ăn với chung với lại cá chiên rất cực kỳ ngon luôn. Rất là hợp. Эта рыба называется дорадо. Да. Это как эльдорадо. Да. А я как? Cái đậu đũa luộc. Luộc ăn nó giòn không? Thường thì hai cha con rất là thương nhau. Dạy em Lucas bằng cách nói thôi mọi người, nói và giải thích thôi chứ không có đánh đòn. Nhiều lúc mà ví dụ mà lì quá là phát đít một cái là có bị ăn đòn và phát đít. Vì phát đít đúng cách. Vì phát đít đúng không? Khi con 4 tuổi con làm. À, lúc mà 4 tuổi là em bị đánh đít. Mà bây giờ có còn đánh đít không? Không. Không. Đánh đít là đánh nhẹ mọi người à. Tức là phát vô là ngay đít thôi chứ không phải là đánh mạnh rồi. Phải có dấu này kia đâu, không đâu. Chồng em không có đánh con gì đâu. Chủ yếu là la làm cho em sợ để cho em biết nghe lời hơn thôi. Kiểu vậy á. Ta nói thương có dôi có giọt á. Ghét thì cho ngọt cho bùi đó là gì á. Có tất cả bùi tươi đòi. Dạ, tôi chân gầu rồi. Понял. Понял, сэр. Ну, как башня, папа, почему это там нету еды? Нет.
Который ты отдыхаешь после работы. Где? Пап, я забыл, где? Где отдыхаю, где? Когда уже закончил работу, ты уже отдыхаешь. А, в отеле. Почему нету еды? Там есть кафе или ресторан, можно туда пойти покушать. Я так говорю, что все время голодный. Сейчас? Да. Так я ж не в отеле, я ж домой пришел. Я в отеле только когда уезжаю далеко. Лукас. А, для этого очень голодный? Когда уезжаю в другой город, конечно. Мама его нет. Мама всегда не хочет, чтобы мы снимали видео. Cái đàn nãy giờ mẹ thấy cá đâu ăn gì đâu con? Con ngon, con cháy. Nãy giờ còn nguyên luôn. Ngày nào không cho con ăn món Việt Nam nó tội nghiệp quá. Vietnamese boy. Vietnamese boy and YouTube. Two. You know when Europe people can eat Vietnamese food, our fan feel friendly more with you. With me? Yes, of course. Because this of our food. Because good. Delicious. Like you know that. Кулич. Em nói là khi mà anh mắc có người nước ngoài mà có thể ăn được món Việt Nam hàng ngày mọi người, thì các cô chú anh chị á, ai mà xem kênh gia đình em á, sẽ mến anh mắc hơn, nhiều hơn. Tại vì ăn được cái món của mình đó, của thì anh mắc nói tại sao không ăn được, tôi rất là ngon mà. Đúng không? I say you really like fish sauce. First time you get no. Maybe half year in first in Vietnam cannot eat. That before me yes cannot eat. Anh mắc lúc trước mà lúc mà mới qua Việt Nam mới khoảng nửa năm đầu tiên mọi người lúc đó chưa gặp em đâu. Thì anh mắc. Because we cook in. Không ăn được nước mắm. Ukrainian food and don't know. How can? And why need it? I don't know what can eat with fish sauce. What now can with fish? With anything cook? Я могу возьму ложку. Дай. Давай. Мама, сука. Con cá xong mày múc canh cho con. Nhanh hết tuần rồi, chuẩn bị thứ bảy rồi. Ngày mai đâu cách ngủ ngủ nguyên ngày luôn á. Rồi ngủ cả buổi sáng luôn, khỏi bị khỏi kêu nữa. Trời lạnh á. Mấy cậu chứ mấy anh chị biết không? Mùa này mùa thu á lạnh á. Cái sáng mình mở mắt ra khoảng 7 giờ nha. 7 giờ. Nó tối bên ngồi á. Ngồi nó mờ cái dạ không nổi rồi. Nó lạnh lạnh nó chùm mình ngủ đã. Trong thứ bảy chủ nhật ngủ. Không, trong thứ bảy chủ nhật ngủ cho một đã luôn chứ còn á, ngày thường á, là phải dậy đi học đi làm nó muốn dậy xíu nào đó. Мама решила, знаешь, мама что мне сегодня мама разрешила, обещала. Мама обещала, что сегодня без планшета. Мама решила только в телевизоре. Завтра буду в айпаде. Мама решила. Ну, сначала домашнее задание надо сделать немножко. Завтра мама сказала. Завтра. Выходные не надо делать. Как это? Домашнее задание на выходные делать. Ма, из манго. Чуть-чуть раньше. Сорт описать.
Mất đi cho nó vết rồi. Да. When? Beta и Flo, I don't know. When you bet? No, no. Flo. When you bet for? 10 minutes. Mm. Ты что, так, так голодно, что даже еще, еще вторую порцию хочешь? Потому что рыбка вкусная. Тебе нравится рыбка? Угу. Мне тоже. Cái mày đút cho các miếng súp ăn thử. Canh, canh rau, ăn ra mấy nè con nha. Nè, thử. Ngon. Canh rau bằng tơi á, ngon. Chủ yếu ăn nó mát. Nè, hai con. Nè. Папа, знаешь, что раньше, знаешь, как я сделал? Я колел, когда не умел, хотел палочками, вот так колел. Накалывал. Накалывал. Другие слова к нам любовь. Да. Chấm miếng cá rồi chấm miếng. Gắp miếng cá chấm miếng nước mắm. Như người Việt Nam. Papa, я вот этим буду макать туда. Ăn xoài con. Giá xoài á. Muỗng con muỗng mút hay nó căng đủ hơn hả? Mẹ giúp con, mẹ giúp con múc súp cho con, mẹ giúp con này, ăn súp cho nó mát. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhà em nha. Tạm biệt. Tha cho con tạm biệt các cô chú nè. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt. Bye bye.